Thiết thực kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, Phường Quang Trung đã tổ chức thăm hỏi động viên một số gia đình người khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn. Phường đã trao tặng 42 suất quà của thành phố động viên người khuyết tật bị mắc COVID-19, tặng 16 suất quà động viên gia đình người khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn. Thăm tặng quà tại các gia đình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường bày tỏ sự phấn khởi khi thấy các gia đình người khuyết tật trên địa bàn luôn có tinh thần nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, đồng thời mong muốn các gia đình người khuyết tật tiếp tục chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, chung tay xây dựng phường Quang Trung ngày một giàu đẹp văn minh.